Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn cũng đến với channel của Đức Anh CT65 nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Yeah. Thì hôm nay thì các bạn có thể thấy là ở đây là rất là nhiều mâm vật và xính lễ đúng không? Đó, thì đây mình chuẩn bị gồm có những cái này thì nói chung là cũng không có gì đâu. Mình là chuẩn bị mình sắp mình cưới vợ. Thì mình chuẩn bị những cái đồ này để mình làm những cái mâm cháp để tặng cho nhà gái nha. Thay vì mình đặt dịch vụ ở chỗ lẻ thì nhưng không, mình sẽ làm những cái món này do chính bàn tay của mình để mình tặng cho bên nhà gái, là làm những món quà thật là ý nghĩa tặng cho bên nhà gái để mà gọi là một chút phần gọi là công sức mình thích mình tự mình làm thôi. Nói chung là vậy. Và những cái đó thì gồm những cái gì gọi là đẹp đẽ nhất thì tí nữa mình cùng các bạn sẽ xem thành quả sau khi mình đã làm xong nha. Ok, thì bên đây là mình mới là chuẩn bị những cái món gọi là sơ lược thôi nha, tại vì nó còn nhiều lắm cho nên là mình để dưới chứ không để lên đây hết nha. Yeah, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vô làm thôi. Ok, let's go. 2000 years later. Thì ok nha các bạn. Thì đây, mình sẽ làm tiến hành với cái mâm cháp đầu tiên của mình nha các bạn. Thì đây, mâm này là mâm những cái bánh gọi là bánh phu thê nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành trang trí bánh phu thê. Ok. Thì mình đã chuẩn bị từ trước rồi nha các bạn. Cắt giấy mình để làm cái nền để của nó ha. Chứ thay vì cái này, tại vì cái mâm này nó rất là sâu chứ nó không có cạn. Ok, tiến hành làm thôi. Đây, băng dính hai mặt. Chầm môi tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em vợ ơi. Bởi quá thương em nửa năm rén sang năm nồng, anh lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không trời dơ.
rồi, vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao đầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em bằng dâu, rồi từng đêm lên nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng ấm nồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi ấm tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố hồ thầm. Thôi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đàn. Anh ơi nắng mưa gian nhau thì nhà xin má lúc con nhau. Em thương với em bình an thôi cho đến khi ta bạc mái nhỏ. Mong sao tâm thân sẽ trao về người chung. Vâng, thì mình đã xong được một mâm của bánh phu thầy nha các bạn. Rồi bây giờ cái mâm tiếp theo là cái mâm này là mâm trà Long Ấn nha các bạn. Đây, hộp trà hai con rồng, quá đẹp không các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình tiến hành làm tiếp tục thôi. Ok, nha. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao đầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em bằng dâu, rồi từng đêm lên nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng ấm nồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi ấm tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố hồ thầm. Thôi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đàn. Anh ơi nắng mưa gian đâu thì nhà xin má lúc con dâu. Em thương với em bình an thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao đám thân sẽ trao về người chân quý. Ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tỏ tè tu tí mai sau đón thêm.